lòng mình cấm thì dễ mình. Buồn lắm chị. Em cuối năm mà mới tổng kết suy nghĩ đây cuộc đời em. Cuối năm tổng kết sống ở nhà ăn cơm cha mẹ ra đường sống ở đâu được, sống bằng nghị lực không ai hiểu được. Đắng là cái gì hả? Tỉnh buồn luôn, cái số phận của mình làm gì cũng không được, làm gì cũng không xong. Em cũng bị ăn nói sao? Tại số phận của em xong ra gì cũng phải chịu. Cha, với chị với con mà hè. Mua điện thoại giọng cái đi. Làm Tết mà mới gửi 2 triệu về quê. Tôi bay 1 triệu cho mẹ 1 triệu. Gửi chưa? Chưa nữa. Hết tiền rồi. Không ăn rồi đưa 2 triệu đâu. Tại hết rồi. Khi vào sang lợi cái cầu thẳng thì sang em xa cơ đất thế cái lưu hương mà còn để nữa đừng nói nhang nó cầm thì đi làm ăn đâu kẹt thứ này thứ kia không quen biết ai thì điện rồi lên hai rồi biết chỗ đó không hà anh đi lăn lộn chơi quen biết người ta có khi ra đón nó luôn. Chơi cũng phải chuyện vừa. Làm anh nó chịu em ơi. Khổ lắm. Mà nó không biết suy nghĩ cái chuyện đó. Khi nó đi chỗ lạ, nó nói anh hai ở chỗ này lạ, em không biết chỗ này. Hỏi mày chỗ này chỗ nào, mày nói cho tao biết đi chỗ nào đi, rồi tao quen biết ai. Rồi tao điện cho thằng đó ra. Đồ đạc không bị mất. Em đó còn có người đi giữ chừng nữa mà tới ngày hôm nay cuộc đời má khi xa cơ thế cầu trời có phạt vào thang đập đổ lưu hương mày ghét đi cười cười làm cái gì em cũng cười lắm, cười trên sự đau khổ của người khác, cười như cái buồn thôi đừng quay nó, ngưng đi được rồi, như đủ rồi. Bạn đưa lên thì nhớ mày năm nay buổi ngày ngày 25 em làm gì vậy? Chủ để tôi giờ nó đang buồn đang thất tình thì. Mong quý vị cô bác thông cảm. Đi làm á. Phải điểm hộ cho em tiền luôn. Người em nhiều 3 triệu. Em làm gì? Em cũng vô đó sạch á. Lưu mạng nữa.